Bible characters. Today we're going to be learning another very important celebrity. This young person was extremely famous for a mighty deed that he performed. Mình sẽ cùng tìm hiểu một nhân vật celeb cực kỳ đình đám ở trong Cựu Ước. Ngay từ thuở nhỏ đã rất nổi tiếng với một thứ vũ khí mà không ai có thể ngờ tới và tiêu diệt được một tên quân địch cực hùng mạnh, và sau này trở thành một trong những vị vua vĩ đại của toàn dân Israel. This is the one. Đây là bức tượng David nổi tiếng được tạc dựa trên mô tả về vị vua David, đó là vị vua thứ hai ở trong lịch sử vương quốc Do Thái. Vị vua số 1 chính là Saulo, Saul. Thì vị vua kế nhiệm của Saulo chính là David. Và David thì nổi tiếng với cái cụm từ đó là dòng dõi của David, right? Vậy thì tại sao David lại giữ được một cái vị trí như thế? Why did he keep this big and not fainting position? He has always been referred to as the most mighty king and the best king, perhaps, in all of Israelite history. Now, David, the story is like this. The story of David, the first one was about his anointment. He was the youngest son of Jesse, and he was anointed by Samuel, who at that time was the prophet that anointed Saul king before him. But one day, God told Samuel to go to Jesse's house and anoint the person whom I choose. So he came there and he looked at all of Jesse's sons, and they were all the older ones. They were already working, but no, none of them was the chosen by God. And then he asked Jesse, "Have you any other children?" Jesse said, "There's one more, but he's tending the sheep. Call him over." And it turned out that young David was the one. Cậu bé David này cái lúc đấy còn rất là nhỏ. Cậu đang ở ngoài đồng cũng chăn cừu. Cậu nổi tiếng với lại những gọi là tiếng đàn, right? Đây là một gọi là kỳ sĩ, cầm sĩ, right? Một người gọi là chơi đàn rất là hay. Nhưng mà cái đàn của cậu chơi nó là cây đàn lia, right? It's a lyre, he was a lyrist. Và cậu sống một cuộc sống lúc đấy rất đơn giản. Cậu chỉ đi chăn cừu cho bố, rồi cậu chăm sóc cho đàn cừu của mình. Và theo như lời cậu kể thì là cậu chống lại cả sư tử để bảo vệ đàn cừu của mình, bởi vì Chúa ở cùng cậu. Cho nên là cậu dùng cái trạng ná nhỏ xíu của mình mà đánh hạ được tất cả những cái con quái thú như thế. Và Samuel đã đến và sức dầu và tấn phong cho cậu rằng cậu mai này sẽ làm vua của dân Do Thái. Right, that was young David. And then later, David became one of the soldiers of Saul. He entered into the battle against the Philistines. With faith in God, David defeats the giant Goliath with a sling and a stone, showcasing God's power through him. Điều hay của David là David luôn luôn thể hiện ra rằng quyền năng của Chúa ở với tôi. Tất cả những gì tôi làm là nhờ Chúa ban cho tôi. Kể cả những câu chuyện như là David kể mình chống lại sư tử như thế nào, đấy tất cả đều là nhờ có Chúa. Và chính Chúa đã ở cùng cậu. And God was with him. God's power was shown through him. Với một viên đá nhỏ xíu và một cái trạng ná, thì cậu bắn hạ được tên khổng lồ Goliath này của người Philistine. Right? So we learn from David that very important lesson. Thế nổi tiếng từ bé như thế, right? David là người rất nổi tiếng, được tấn phong này, rồi còn triệt hạ được những cái tên gọi là quân thù của cả toàn dân Israel. And later on, David became king after Saul. Tuy nhiên, vị vua David thì không phải là không từng phạm lỗi lầm. He did this thing that was not right in God's eyes. He had an affair with Bathsheba. He saw her having a bath, and then he wanted to have her. She was a married woman. Her husband was Uriah. David killed Uriah by sending him to a battle, and then David married Uriah's wife, Bathsheba. Cái điều mà David làm ở đây ấy,
là David đã chiếm lấy người phụ nữ tên là Bathsheba và còn âm mưu giết luôn cả chồng của cô này để có thể chiếm được cô này một cách trọn vẹn. Đấy là cái điều mà vua David đã làm không đẹp lòng Chúa. Cái bồn tắm này thể hiện là lúc đấy David thấy cô ấy đang tắm và thèm muốn người phụ nữ này. That was a bad thing. Nhưng mà ngoài đấy ra thì Chúa rất là ưu ái David, bởi vì David thực sự là một trong những người mà giữ lề lối của Chúa cho đến cuối đời. Và sau này thì có rất là nhiều những vị vua khác và luôn luôn có một cái câu là như David đã làm hoặc là không như David đã làm. Right? Trong sách các vua có nói điều đấy rất rõ. God makes a covenant with David, promising that his dynasty will last forever, foreshadowing Jesus' lineage. Và rõ ràng là cái lời hứa của Chúa rằng dòng dõi của David sẽ tồn tại cho đến muôn đời và nó kéo dài cho đến sau này, đến thời vua Giê-xu, đấy là cũng thuộc dòng dõi của David, right? Cũng từ nhà David mà ra cả. Ta truy lùng cái dấu vết thì sẽ là như thế, và như vậy lời hứa của Chúa là không sai. Và như các bạn thấy trên hình đây là This is called the Star of David, ngôi sao của David là ngôi sao này. And God showed David such favor. Tất cả những người sau David đều luôn luôn được mang ra so sánh với vị vua này. Và nếu chúng ta đặt lên bàn cân thì ta có thể nói rằng là David kind of outweighed the other kings. The other kings that succeed him were almost never as good. Chỉ có một cái vị vua sau này là vị vua tên là Jehu, thì có vẻ như vị vua đấy cũng rất là đẹp lòng Chúa. Right. Tuy nhiên tất cả những vị vua thì không có vị vua nào là hoàn mỹ cả, ai cũng phạm một cái lỗi lầm gì đó. Yeah. God frequently refers to David as a benchmark, using the phrase like your father David, the king, highlighting David's exceptional adherence to God's command. Solomon, cái vị vua thứ ba đó, vị vua mà cực kỳ khôn ngoan và thông thái đó, thì đến cuối đời lại bắt đầu là bị cám dỗ bởi những cái người phụ nữ của mình. Solomon đến cuối đời bắt đầu từ bỏ Chúa và đi thờ các cái vị thần khác. Do đó thì Solomon bị cắt đứt khỏi cái ngôi nhà này. Nhưng mà David thì không. Right. David was much favored. Và theo tôi thì bài học chúng ta học được từ nhân vật David đình đám đó là gì? Đó là tất cả những gì mà anh em có đều từ Chúa mà ra. Cái câu đấy cũng giống như là Giê-xu nói, không thầy anh em không làm gì được. So everything that David could do was from God. David's might was God's power showcased through him. By himself, he was nothing, but God was with him all the time. God was with him in everything that he did, and that was important. And so, brothers and sisters, let us remember that each of us can be our own David, as long as we tell people it is God who works through us. Without him, we can't accomplish even the least. Thank you very much. That was another session on Bible characters. And I'll see you once again, and we'll learn about more and more celebrities. Goodbye.